Lão Hòa Thượng Hải Hiền Đã vì chúng ta mà biểu pháp Sư phụ của Ngài là Pháp Sư truyền giới Không phải là người thường Vì ấy nếu không đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Thì Ngài không thể làm được Qua thượng truyền giới Nhìn thấy Người thanh niên trẻ 20 tuổi như vậy Chính là Ngài Hải Hiền Cầu Ngài thế độ xuất gia cho Ngài vừa nhìn Thấy ra người này là Pháp Khí Thế nào được gọi là Pháp Khí? Là nhân tài truyền thừa Đại Pháp Đó không phải là người thường Với lại Trong kinh thường nói Gọi là chúng sanh căng tánh chính mùi Ưu điểm của Ngài Tức là Hòa Thượng Hải Hiền Là thật thà Nghe lời thật là đây thật là pháp khí sư phụ muốn chọn học trò thì chọn người như thế nào chính là muốn chọn người thật thà nghe lời thật là người như vậy thì không ai mà không thành tựu một người thì một người thành tựu mười người thì mười người thành tựu trăm người là trăm người thành tựu không sót một ai cả chúng ta phải nhớ kỹ đời này chúng ta học phật có thể thành tựu được không Hãy tự hỏi chính mình có thật thà hay không? Có dân lời hay không? Có thật làm hay không? Nghe lời của ai? Nghe lời của thầy bây giờ thật sự có người như vậy mà cũng không tìm được thầy đi đâu để tìm thầy chính mình có đủ ba điều kiện này còn phải xem xét nữa thầy không đủ đó không phải là chân thiện tri thức chân thiền tri thức là gì? Thầy cũng đầy đủ. Học trò xem xét kỹ lượng. Thái độ học Phật của Thầy có phải là một người thật thà nghe lời thật làm không? Nghe lời của ai? Đối với những gì mà kinh điển nói, đối với phật bồ tát đối với chư cổ thánh tiên hiền tổ sư đại đức thầy có phải là một người thật thà nghe lời hay không thầy có phải là một người thật làm hay không nếu là người nghe lời thật làm thì học trò quyết định phải theo gì thầy ấy, gian khổ thế nào cũng không rời khỏi thầy. Chính mình nhất định phải thành tựu thì mới có thể rời xa. Chưa thành tựu, chưa có duyên phận thì nhất định không rời xa thầy. bây giờ người thầy và học trò như vậy khó tìm đi đâu để tìm được nhìn bề ngoài người thầy này dường như không tệ suy nghĩ lời nói việc làm công phu dùng công dường như đều như lý như pháp mà tu hành thế nhưng đó là dáng vẻ trước mặt mọi người sau lưng lại là dáng vẻ khác trước mặt mọi người không nhìn ra được sơ hở học trò sống cùng với thầy thời gian lâu dài rồi trong lòng học trò tự hiểu rõ đối với thầy thế nào cũng không phải rất tôn kính học trò nhìn thấy thầy yêu cầu học trò một đằng mà chính mình chưa làm được thậm chí chính mình làm không như pháp không giống như kinh giáo nói tôi đã thấy kiểu người này Tôi không cảm thấy kỳ lạ Vì sao vậy? Bởi đây là thời kỳ mạng Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp nhiều, ma cường Mà ở nơi đâu? Thật là có rất nhiều ma Giống như ma dương ba tuổi Khi Phật còn tài thế mà nói với Phật. Phật Pháp thù thắng. Nên ta muốn phá hoại. Phá hoại lúc nào? Để đến thời kỳ mạt Pháp của ông. Ta khiến mà còn mà cháu cũng xuất gia. Tới phá hoại Phật Pháp của ông. Lời này nói từ ba ngàn năm trước hiện nay chúng ta thấy đã thực hiện rồi chúng ta phải làm thế nào tám dạng bốn nghìn pháp môn mỗi pháp môn đều có thể thành tựu mà có năng lực chứa ngại tất cả các pháp môn Khiến quý vị không thể thành tựu Nhưng còn có một pháp môn đặc biệt Tình tông Tính nguyện kỳ danh Mười niệm, một niệm đều có thể giảng sanh Mà có chướng ngại không? Chướng ngại Không những chướng ngại Mà hết sức chướng ngại Điều này thật đáng sợ Mà trồng như thế nào? Mà bên ngoài Bên ngoài có sắc thanh hương vị xuất phát Bên trong có tham sân si mạng nghi đó là quá nhiều rồi Người học Phật Nếu không thể đem tham sân si mạng nghi buông xuống Thì chắc chắn không thể thành tựu Tại sao vậy? Bởi bên trong quý vị có những phiền não này phiền não nghiêm trọng thì bên ngoài sẽ có cám dỗ tài sắc danh lợi đến mê hoặc quý vị quý vị không ngăn lại được những cám dỗ nhỏ lúc quý vị vừa mới xuất gia tâm mãnh liệt khi mới xuất gia thù thắng thời gian lâu dần thì đi theo đọa lạc rồi chứng duyên của quý vị nhiều lên không những nhiều mà còn rất nặng lại kéo quý vị quay trở lại quý vị tạo nghiệp nơi cửa phật phật giáo trên thân quý vị nhưng trong tâm quý vị biến chất rồi biến thành giáo nào trở thành ma giáo những ngày tương lai ắt đọa vào đường ác địa ngục vô gián ở trong đường ác khi đọa như vậy thoái như vậy thoái rất thê thảm về sau hối hận không kịp Rất hiếm, rất hiếm khi Đói vào đường ác Mà lại có thể giảng sanh Ở trong đường ác Lấy tân phận ác đạo giảng sanh Có hay không? Không thể nói không có Có, nhưng rất hy hữu Đó là người nào? Trong đời quá khứ Thật sự đời đời kiếp kiếp Tu tích công đức chân thật Đáng tiếc Cuối cùng lúc lâm chung một niệm sai lầm Lại quay về nhân gian Đời này dựa vào thiện căn sâu dày của đời quá khứ Sau khi đọa lạc, lập tức cảnh giác Tâm thật sự sám hối liền xanh khởi Được đi tạng Bồ Tát che chở Bồ Tát giúp quý vị rời khỏi địa ngục Quý vị là gặp được thiện duyên có thể giảng sanh không? Có thể Trong ngàn vạn người như vậy Có có được một người Chúng ta thấy những ví dụ này Cảm nhận lòng từ bi sâu sắc Quốc Phật Bồ Tát cũng nhận thấy rõ ràng tiền căn nhiều đời nhiều kiếp quan trọng biết chừng nào chúng ta làm việc sai nghĩ sai rồi làm sai rồi nói sai rồi làm sai rồi trong tâm rõ ràng Tương tận Tôi đã tạo nghiệp rồi Thì lập tức buông xuống ý niệm này ngày tức khắc Cởi lên tính nguyện trì danh Sẽ giúp quý vị tiêu trừ nghiệp chướng Đến khi nào thì nắm chắc giảng sanh Khi niệm niệm Đều là chánh niệm Niệm đạo đến tự nhiên Niệm đạo đến tự nhiên Đó là thuần tục rồi Không cần tác ý mà Phật hiệu cũng hiện tiền Không nghĩ đến Nhưng trong 24 giờ Phật hiệu tự nhiên không gián đoạn Cảnh giới như vậy Bảo chứng cho quý vị Trong đời này nhất định giảng sanh Cho nên trong sách yêu Giải nói rất hay Chỉ cần quý vị thật sự có thể làm được đến Thật thà niệm Phật Thiền Tông gọi là Vô di, vô tác Tự nhiên sẽ ở trong đó Tự nhiên là đã thuần thục không còn chút mảy may miễn cưỡng nào câu phật hiệu này cứ nối tiếp câu phật hiệu có phải lần chuỗi không có phải đếm số không đếm hay không đếm đều không cần nữa rồi họ niệm không gián đoạn giống hòa thượng hải hiền niệm đến vô di vô tác tự nhiên từ có trong đó. Đây là cảnh giới nào? Cảnh giới lý nhất tâm. Đến lý nhất tâm thì trí huệ liền hiện tiền.